Ok, hello anh em. Hôm nay tiếp tục giao máy mùa dịch nha. Máy cài về Hương Trà, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Máy dàn sới dàn cài 4 bữa 5 máy. Con này thì quá trời đẹp luôn, hàng chuẩn. Khách mua online nha anh em, mua Zalo. Giao về Hương Trà, Huế, khách ở ngoài chuyển tiền vô, chuyển máy ra nha anh em. Con này quá trời đẹp luôn, sàn nước nó chắc nó sàn nhẹ, dè quá đẹp. Con này thì động cơ số đùi rồi còn nguyên zin hết nha anh em. Về Huế 4.8 Việt Nam, máy dàn sới dàn cài. Con này là hàng nguyên bản nước sơn 100%, chưa sơn lại gì hết, còn nguyên hết, chưa có đụng chạm nước sơn nha. Thì thợ đang bắt dàn sới vô nữa lên xe nha anh em. Khách lấy dàn sới KX 1m82, dàn cài DH246, chọn bộ 200 mấy nha. Con này quá trời đẹp luôn, động cơ số bơm nó còn nguyên zin hết, dè nước sơn nó còn 100% chưa sơn. Đè chưa đè? Đó rồi. Đè đạp ba da đè, leo lên đè đại đi. Dạ, bé lên đó rồi chứ. Còn số đè dạy, chở lượng chứ đè xuống. Để leo lên đệ cái ghế, để đại leo lên đây. Hàng đẹp cho anh em. Máy dàn sới dàn cài. Con này hàng quá trời đẹp luôn, dẻ trong. Hàng này zin 100% nha anh em, nước sơn là chưa đụng luôn, nước sơn là nước sơn zin. Hàng đẹp thì giá đẹp nha, con này đủ bộ 200 mấy. Tăng đưa lên đây chứ không được. Tăng đưa lên. Để ta tháo ốc ra đây, ta ghim lên. Sới sẽ phúc nha. 1m82 Thái, dàn cài Thái luôn, chọn bộ 200 ngoài. Hàng này 100% zin nha anh em, động cơ số đùi zin, nồi ba da chưa cắt luôn, hai bên đùi chưa tách luôn. Con này thì máy dàn sới dàn cài là 200 mấy nha anh em. Nói chung anh em mà mua máy cài thì cứ liên hệ trực tiếp nó dễ hơn nha. Máy cài thì phụ tùng mỗi thứ mỗi giá nữa, giá thì chỉ báo là tầm khoảng bao nhiêu thôi. Còn anh em nào muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp cho dễ nha. Dàn này em bán có 10 triệu à. Chảo xanh lè luôn. Dàn này như có chỗ bán hai mấy triệu, trình diễn gì đó. Này em bán 10 triệu à. Khách còn không muốn mua nữa.
quá đẹp. Bốn gửi thì nhiều giá nha anh em. Đây con nữa nè, con này cũng đẹp lắm. Bốn gửi thì từ 160, 170, 180, 190, 200. Hàng đẹp thì giá cao, giá càng cao thì hàng càng đẹp. À, máy thái thì khoảng 160, 170 nha. Nguyên một kho còn nhiều lắm nha anh em. 60, bốn gửi, bốn gửi còn có mười mấy chiếc. Nè, 160, 170, 180, 190 đủ giá hết. 60 này 260, 494 này 170, động cơ số zin. 50 này 200, 260. Con đó đời 2017. Con 50 Thái này đời 2016, 250 à, máy Thái rẻ hơn. Anh em nào cần gì cứ alo cho em nha. Máy cài thì mỗi thứ mình báo giá chung chung thôi nha. Dàn sới dàn cài tính riêng nữa. Con này con bốn gửi này cũng đẹp nha anh em. Con bốn gửi này 170 nè. Con này đùi ghim luôn á. À đùi ghim. Con này 170. Cậu dân cài kìa, chạy đâu vậy? Thử chưa? Thử chưa? Con này về Hương Trà, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Khách mua online qua Zalo nha, quay máy test máy xong giao máy ra. Con này hàng đẹp nha anh em, máy dàn sới dàn cài 200 mấy nha. Con này là hàng nước sơn zin chuẩn 100% luôn á, là chưa có dặm sơn phết chỗ nào hết. Máy dàn sới sới phúc 1m82. Rồi cậu đang cài lên đó vừa luôn rồi. Thôi à. Anh em nào cần máy cứ alo cho em nha, số điện thoại là 0563 1689 nha anh em. Chụp hình qua Zalo anh em coi được thì chuyển máy ra nha. Hiện tại dịch thì nói chung là anh em không có vô coi được. Con này 170 nè, máy cũng đẹp lắm, động cơ zin. Động cơ số zin đùi hai bên chưa tách luôn. Về Huế nha anh em, Hương Trà Huế. Máy dàn sới dàn cài 4508 Việt Nam. Rồi chạy vô đây. Dàn cài 246 Thái. Dàn này tính ra thị trường khoảng 15 triệu 10 triệu nha em. Dàn này em bán khoảng 10 triệu. Cháo còn xanh lè luôn. Con này á năm, con này lên xe là máy dàn sới dàn cài trọn bộ khoảng 200 mấy. Hàng thì hàng đẹp nha. Còn em nào kiếm hàng rẻ rẻ hơn có nhiều lắm. Bốn gửi thì nó nằm từ 150, 160, 170, 180, 190, 200 đủ giá hết. Tiền cao thì máy đẹp hơn nha anh em. Dàn cài này còn đẹp lắm, 10 triệu, tính thị trường khoảng 10 triệu.
Anh em nào cần máy thì có alo em nha, kho còn nhiều máy lắm, nhân ma Kuta thì còn nhiều lắm, cần gì cứ gọi em nha. 4 rưỡi còn nhiều, 4 rưỡi còn tới mười mấy con là đủ giá hết, 150, 160, 170, 180, 190, 200 đủ hết. 50 thì từ 250, 260, 270, 494 này 170 nha. Con này em giao về Quế nha anh em, khách mua online qua Zalo, chuyển tiền vô chuyển máy ra. Anh em nào cần gì cứ alo cho em nha, số điện thoại là 0563 1689 nha anh em. Rồi chào mọi người nha.